Ngày 12 tháng 10, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đang khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để điều tra. Xác minh làm rõ cái chết bất thường của một người đàn ông trú trên địa bàn. Nạn nhân là ông Huỳnh Văn Nam, 70 tuổi, tên gọi khác là Bảy, trú phường An Phú, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam. Ông Nam là thầy lang hành nghề chữa bệnh tại địa phương. Thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 30 phút tối 11/10, một người phụ nữ đến nhà ông Nam để bốc thuốc chữa bệnh thì tá hỏa phát hiện nạn nhân nằm úp mặt dưới nền nhà, trên đầu bê bết máu. Quá hoảng loạn, người này liền chi hô mọi người xung quanh chạy đến, đồng thời điện báo cho vợ con ông Nam và công an. Theo một số người dân có mặt tại hiện trường, nạn nhân tử vong trong tình trạng bị một vết thương trên đầu, người dính nhiều máu. Nhận được thông tin, Công an tỉnh Quảng Nam và Công an thành phố Tam Kỳ đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường và tiến hành công tác điều tra. Được biết, trước khi xảy ra sự việc, ông Nam ở một mình còn vợ ông đến nhà con trai ở để trông cháu nội. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.